rồi gì dư gan hay là dư gan trước. Dạ. Cứ nói 33 năm mà được rồi. Hồi xưa nó ốm vậy đi. Dạ đúng rồi. À, đây là quán bánh bèo, bánh nậm trong con hẻm 211/16 đường Hoàng A Thám, phường 5, quận Phú Nhuận các bạn. Cô này bán gần 20 năm rồi. Mỗi ngày cô bán một món, nên bây giờ mình xem hôm nay cô bán món gì hả các bạn. Này. Rồi em về em đăng lên là coi như là quán anh dễ thêm em đi anh. Anh Minh Quả thôi. Yếu là chị gái chứ phải mình. Chị gái thôi. Ủa trời, hôm nay mình bán món mấy món nhiều vậy? Em không biết món gì chị nói. Bánh bèo cơ. Bèo. Bèo bánh đúc, bánh đúc trần, bánh bột lọc. Dưa gan với rau câu. Dạ. Em dễ thương nữa. Chủ đã dễ thương nữa. Quay này mới là nhiều món ha, chứ quay những bánh khọt nhiều, quay này mới là nhiều món hấp dẫn. Bình dân phục vụ bình dân thì không đây là 10 ngàn 15 ngàn mỗi gì ở đây hả cô, mỗi hộp hả? Một hộp 10 ngàn 12 ngàn 15 ngàn 20 ngàn tặng bán rẻ vậy hả cô? Chút quay xong anh thử dĩa là biết liền. Dạ con ăn chứ, tí ăn cho mới biết chứ. Bởi vì tôi nói là chốt này là rẻ như Sài Gòn không có. Quán cô bán bao nhiêu năm rồi cô ấy? Mới có mấy chục năm mà con ơi. Có mấy chục năm rồi con. 20 không con? 20. Bán là lúc trước chưa có chồng, bây giờ con 31 rồi. Đó, vậy là em biết nhiều rồi đó. Bao nhiêu mấy năm rồi? Chưa có chồng, bây giờ con 31. Con cứ nói là cô bán 33 năm mà hả? Tự nhiên nghe người ta đi. Không ăn là lúc mà hai ba 40 lần rồi đi Hà Nội. Đó, em chồng mà sớm đi Hà Nội. Có 75 ngàn. Ba chén cái đem bịch kia ra. Cái bữa ba hay mua đúng không? Đưa chú. Như còn đi một hộp bánh đúc. Dạ, cảm ơn Diền nha Bi nha. Chả không con? Có. Có trả luôn. Bánh đúc cũng trả luôn hả con? Để đưa hộp thì ra bánh đúc cho lại mắm đi. Cô là có ngày này cô bán bánh bèo thôi hả? Còn mấy ngày khác thì sao? Có thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Là bánh bèo, còn thứ 2, thứ 5 là bánh khọt. Chứ ngày rằm 14, 15, mùng 1, 30 bán đồ chay. 14, 15 đồ chay. Bà hả? Mấy nguyên liệu là cô tự làm hết hả cô? Làm hết, cô làm hết. Hôm nay này có chè kia á, tao phải ăn thử rồi. Nay này có một chè chuối, một chè đậu xe đen, một kia đậu lứa, uống thứ thứ. Dạ, chè thứ. À đây là quán bánh nậm, bánh ít, bánh bèo của cô Thu các bạn, nằm trong ngõ hẻm. Không gian bố trí thì rất là đơn giản, ngồi lề đường. Đây, một cái quán nhỏ thôi. Bày bàn ghế bên đường các bạn. Đây, con đường trong hẻm đây. Người mua rất là tấp nập. Quán này chỉ bán 2 tiếng đồng hồ là hết rồi các bạn. Mình tới trễ là sẽ hết đấy. Có ở đây được không con?
nè. Mấy món ở đây. Cô cầm cái đũa thôi, tôi chỉ cho con. Cái đũa lên kìa. Dạ. Đúc là bánh nào con? Cái này bánh đúc. Dạ. Bánh đúc nha. Bánh ít trần. Bánh ít trần. À, bánh ít trần. Dạ. Bánh bèo. Bánh bèo ở trong. Bánh bọc lọc. Bọc lọc. Rồi đó hết rồi con. Cái này chả. Dĩa trong bình ở đây là bao nhiêu dĩa con? Đây đủ 15 ngàn. Dạ. Ừ. Còn 10 ngàn cũng có đó. 10 ngàn là bánh bèo, bánh đúc. Biết được. Đó. Nè, cái này với cái này là 10 ngàn. Còn cái này vô nữa là 13 ngàn. Còn chả luôn là 15 ngàn. Đó. Ví dụ mình ăn mỗi thứ ít thì cái này luôn là 15 ngàn. Nguyên liệu là tự làm ở nhà hết luôn hả cô? Hết, làm hết nhà. Mà 2 giờ mình bán rồi. 2 giờ chiều bán trong vòng 2 tiếng. 7 giờ sáng cô làm đó, từ trước tới gần 2 giờ mới dọn ra. Dạ. Mình bán 2 giờ, 4 giờ, cũng 3 giờ mấy cũng hết rồi. 3 giờ mấy là hết rồi. Thế thì bán chưa tới 2 tiếng là hết rồi á. Cô bán đắt lắm, có mình của thôi, mình cũng không làm gì. Dạ. Hôm nay bán dưa gan nữa cô, dưa gan này một ly cô bán bao nhiêu à? 5 ngàn. 5 ngàn á? Ừ. Đây là dưa gan 5 ngàn. Dạ. Nè, này là... Đậu câu á? Đậu câu 5 ngàn. Đậu câu dừa cô? Đậu câu dừa 5 ngàn chén đó, cô để thấy luôn. Nước lọc nước lọc miễn phí. Nước uống nước lọc miễn phí. Ờ bánh khọt. Còn ngày mai Chủ nhật 14, thứ hai 15 cô bán chay không? Bán chay thì mình bán món gì ở đây cô? Mì xào hả? Tiểu xào. Tiểu xào. Tiểu xào nha, cô bán đông. Có lấy cho câu không? Chị có 15 ngàn. Chị lấy luôn chứ không câu hả? Ờ, cho câu luôn là 2 triệu. Thôi, đây đi còn nha. Đúng rồi, tao đâu muốn đâu. Phải không? Tao mua tao sống bánh chay. Mà bánh đúc thôi, mình nói thì nói vậy thôi. Chứ cũng như mình nha, mình mua tao mình bán được cái gì sao giờ.
Quang Phượng làm em dính quá trời thấy không? Thôi, ta nói không biết gấp mà khói, không phải quê đạt tình người thôi. Không, hôm nay cái không có chè, ngày mai cái không có chè. Hay Dương ăn gì đi, ngày mai mới có chè. Không có chè, đỡ vô xương xa, câu câu. Tiếp con vô con lấy cái đũa quậy nào đậu phộng dần nữa. Không cần quậy nó chỉ sôi là được. Dư gan gì vậy? Bịch dư gan có cho nước dừa không? Có, dừa nè, nếu mấy ngàn. 5 ngàn, 50 ngàn, 10 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 ngàn, 10
Ủa vậy hả? Bà biết bà Thu cua không? Ai? Mẹ Thu cua em đi nào em bán cho. Bà Thu á. Cũng mà. Bà Thu là bà nào cái? Bà Thu thích tính tém á. Thu thích tính tém chịu biết không? Đã có anh chị em thấy bà gọi đây nói này với chị gái. Không lẽ mình gọi đây mình ăn nữa mình đi nói nữa. Trời không có lợi gì hết. Thấy tôi chạy rồi đó nha. Tôi nói bà mốt bà đừng nói gì hết, tôi đang bán. Hai cái này. Bà nói cái tôi bán lấy liền à. Thấy con. Này mới có 7 ngàn hả? Kìa nó quay đi kìa. Rồi. Cái này là rau câu dừa. Cho con.